Phước, chào tất cả các bạn. Lâu quá mình không có ra video. Nay mình mới set up cái hồ thủy sinh mini. Đây là hồ thủy sinh mini của mình. Đó, có một cái cây bonsai mình trồng cây cho nó. Đây hồ thủy sinh này mình tầm khoảng trên 2 tầng. Cái mà thì cũng được có một cái hồ. Đây là một bình CO2 mình chia làm hai làm đôi nha. Cho nó hai sử dụng được hai hồ. Nuôi mấy con ốc. Tép mấy con cá nhỏ. Cái hồ bên đây thì nó bị trong. Tại vì mình mới tập tành chơi là nên về cách trồng cây cũng không có được, chưa có được phát triển tốt cho mấy. Cây này mình mua là của ông anh, nó rễ nó ra quá trời ra luôn. Nên bữa nào mình lấy mình cắt rồi mình cột đá vô cho nó nằm sát ở dưới, mấy là mình ghim cái rễ xuống cái phân luôn á, cái nền phân luôn cho nó hấp thu được chất dinh dưỡng. Rồi CO2 mình bơm mình thả nó chắc cũng hơi bị nhiều, tại vì nếu mà không để nhiều quá thì nó chia qua hai bên hai hồ không nổi, rồi ít quá thì nó chia qua không được. Nhiều lúc mệt mỏi công việc quay ngắm mấy em cá thấy cũng vui. Xanh cây nó cũng không được phát triển tốt cho mấy. Phí cái hồ này cũng thấp.